Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi trình bày với các bạn một video về nhân tương học. Nếu có những dấu hiệu này thì bạn là cô gái bạc mệnh. Bạc mệnh là số kiếp bạc béo, đau buồn, phận mỏng, đau đau. Nếu một cô gái có những dấu hiệu sau theo nhân tương học thì đó là bạc mệnh. Có thể chia phụ nữ thành hai loại. Một, hồng nhan bao gồm những người phụ nữ được trời ban cho sắc đẹp cực kỳ diễm lệ, hoặc một tâm hồn mẫn tiệp, tài hoa, thu hút phái nam. Hai, phụ nữ bình thường. Hồng nhan và phụ nữ bình thường theo nhân tương học có dấu hiệu gì thì là bạc mệnh? Dưới đây là câu trả lời cho bạn. Thứ nhất, hồng nhan, phụ nữ xinh đẹp và tài hoa, nếu có dấu hiệu sau là người bạc mệnh. Một, mặt da hết sức căng thẳng như mặt người bằng sáp. Hai, da trắng nhợt nhạt như thiếu máu. 3. Da thịt mềm nhũn mà xương thật nhỏ. 4. Mặt u sầu mà lại hay thở dài. 5. Có một vết từ ấn đường chạy thẳng lên chia đôi trán. 6. Đôi mắt thật tròn, nhiều lòng trắng và sáng quắc, hoặc đôi mắt có tia đỏ li ti cuốn lấy lòng đen, hoặc ánh mắt mất thần khí. 7. Trí óc thông minh tuyệt đỉnh. Vì thế có câu ca dao: kiếp hồng nhan nghĩ đến mà thương, tài tình chi lắm để mang nợ đời. 8. Đôi môi co rút hoặc cong thái quá mà màu nhợt nhạt hoặc xanh xám. 9. Đôi vai so và nhọn. Thứ hai, phụ nữ bình thường nếu có những dấu hiệu sau là người bằng mệnh. 1. Tóc dày cộm, chân mày thô. 2. Mắt đục thuộc dạng tứ bạch, tựa mắt dê hoặc mắt trông rất dữ tợn, nhãn ác. 3. Mắt sâu hoắm, hai lỗ mũi hách lên như mũi heo. 4. Mũi quặp như mỏ chim ưng hoặc gãy khúc tai quắt. 5. Hai hàm bạch nhọn đứng đằng sau trông thấy hàm. 6. Thân hình thô cứng, cổ lại ngắn. 7. Không bị tàn tật mà đi đứng tán loạn, lúc nhanh lúc chậm, khập khiễng lệch lạc. Trên đây là những dấu hiệu theo nhân tương học cảnh báo phụ nữ có thể gặp số kiếp bạc béo đau buồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.